Vâng ạ, em xin được chào toàn thể các bác nhá. Kính thưa toàn thể các bác thân mến ạ. Lại sẽ có rất nhiều các bác sẽ mất ngủ đây ạ, với những siêu phẩm rất là chất lượng và có độ bền cao. Chất lượng ở đây đó là đôi loa B3X15i bass 40 từ 220 coi 100. Và thưa các bác thân mến ạ, khi phối ghép gọi là chuẩn bài thì nó rất là hay. Và đặc biệt khi các bác đã nghe, đã trải nghiệm mà không được sở hữu thì cảm thấy nó rất là khó chịu, và đêm lại mất ngủ, ngày lại mất ăn, đúng không các bác? Chỉ mong sao được sở hữu và được dinh các em nó về để cho thỏa nỗi niềm đam mê. Xin được chia sẻ tới các bác cũng như là anh em, em xin được giới thiệu trân trọng trong video này, và sẽ nhấn mạnh thật kỹ đó là hai sản phẩm, một chiếc đẩy PF Audio và đôi loa B3X15i. Đôi loa B3X15i bãi này các bác nhé, hàng bãi xịn bass 40 này. Em xin phép là sẽ test gửi cho bác khách hàng. Đó là anh Tuấn Trí. Anh có địa chỉ tại Linh Diễn, Linh Hà, Khánh Hòa thôi này các bác. Vâng ạ, với cái địa chỉ cũng rất là khó đọc, bởi vì em không phải là người địa phương, cho nên là nhiều địa chỉ là không quen. Với số máy là 0935 849 214. Đôi loa hiện tại em đang chào bán với giá là 19 triệu đồng một đôi tại cửa hàng. Và các bác sẽ tiếp tục ngắm nhìn nội thất. Đó. Và một con đẩy PS trong buổi chiều nay em nhận được 2 đơn rồi. Riêng buổi chiều em đang nhận 2 đơn đẩy PS. Em sẽ test gửi cho anh 10 với địa chỉ tại phường Vĩnh tại Lạng Sơn, với số máy 0976 088 252. Vâng ạ, một con đẩy PS Audio B4008. Và một con nữa em sẽ gửi cho anh Phương Thanh, có địa chỉ tại chợ mới An Giang, với số máy 0963 068 930. Đó. Và những sản phẩm của chiếc lưng với chiếc vàng chắc em không cần phải giới thiệu đúng không ạ? Sản phẩm huyền thoại rồi, ngày nào cũng gửi đi số lượng rất là nhiều. Thì tại sao lại mất ăn mất ngủ thì các bác đã được nghe kết về cái chất âm rồi đúng không? Thì ngay bây giờ em mời toàn thể các bác xem về nội thất. Đấy, hãy một lần ngắm nhìn để xem nó như thế nào, đúng không các bác? Từ 220 coi 100, dòng này bát đánh bạo lực. Từ 220 coi 100, sắt từ đẹp, những đôi loa sản xuất từ những năm 2015, đúng không các bác? Vâng ạ. Nhưng mà nó là những dòng loa chất, và nó còn rất là zin các bạn. Zin nguyên bản tuyệt đối. Các bác hãy nhìn xem nhá. Và đây ạ, em nói với toàn thể các bác tại sao gọi là khủng các bạn, và tại sao gọi là bạo lực. Thì các bác hãy lưu ý rằng là các bác hãy nhìn cái nhện này. Cái nhện này nó đổ một lớp keo rất là dày, và khi nó ép nhện xuống nó sẽ chảy tiếp một lần keo ra bên ngoài. Đấy. B3 bass 40 hoặc 50 xịn là phải có keo như này các bác nhá. Còn không còn thì không phải là xịn đâu, không phải là zin đâu các bác ạ. Các bác cùng anh em nhìn kỹ chưa? Ok chưa các bác? Đấy, hãy nhìn, cảm nhận độ chất, xem có ai mất ngủ không nào. Mang giấy, gân vải tẩm dầu lụa, quá đẹp chưa? Không có điểm chê, đúng không ạ? Và các bác thân mến nhá, đôi X15i em có tổng số lượng 8 đôi. Video ngày hôm trước em về em đã giới thiệu 2 đôi đã lên đường, còn 6 đôi. Tình trạng loa đẹp tuyệt đối, zin nguyên bản. Đấy, từ bát đến chép đến phân tần. Các bác cứ nhìn kỹ coi. Đấy. Em còn cảm thấy bị mất ngủ cơ các bác ạ. Đấy, bởi vì là nó đẹp quá, chỉ muốn quay mãi, không muốn dừng lại video đâu các bác ạ. Đây là em chia sẻ thật đấy ạ. Quá là mạnh, quá là chất. 19 triệu đôi loa xứng đáng. Em cung cấp song song hai dòng sản phẩm, đó là bãi và mới. Các bác có điều kiện thì chơi mới tinh. Đây ạ. Mới tinh hộp xốp giá 26 triệu. Các bác có điều kiện trung bình thì chơi đôi bãi giá 19 triệu, tình trạng cũng còn rất là đẹp. Còn các bác có điều kiện thấp hơn một chút nữa, vẫn thích sử dụng bát 40 thì chúng ta lấy hàng loại 1 giá 9 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, phân tần hai vỉ,
một vỉ cho lo bát, một vỉ là cho lo check. Đấy, phân tần của V3 thì không giật chết, chỉ sợ nó bị chuột cắn dây chấn dạ thôi các bác nhá. Phân tần V3 rất là chất, và những sản phẩm của V3 cũng vậy, kể cả dòng tép bé, tép to đều rất là ổn định, chất âm hay, độ bền cực cao. Và các bác biết rồi đấy ạ, sản phẩm hàng thương hiệu xịn chứ không phải thương hiệu đặt tên. Đấy, ví dụ như là xe máy nó có hãng Honda, hãng Yamaha đấy ạ, rất là chất và nó là thương hiệu xịn các bác nhá. Bông tiêu âm thủy tinh màu đen tuyền thì khi nó cũ rồi nó ngả ra màu lông chuột các bác. Đấy, check đây ạ, check từ 17. Ok chưa? Không thể nào tuyệt vời hơn. Các bác sẽ cùng nghe nhạc một xíu nữa và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác nhá. Một lần xin được cảm ơn toàn thể các bác cũng như là anh em rất nhiều. Cảm ơn các bác đã ủng hộ ạ. Đấy. Và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trung Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và em xin được ship hàng trên toàn quốc. Ngoài ra em hỗ trợ chương trình trả góp cho các bác cũng như là anh em. Đó. Nào các bác hãy cùng nghe, hãy cùng ngắm nhìn, để rồi đêm nay sẽ thao thức vì em. Thao thức vì em loa các bác nhé. Vâng ạ, tiếng tép nó rất là sắc, tiếng bát chắc, trầm và rất ấm tiếng. Và ạ, xin được cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.